Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Giới thiệu Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tên tiếng Anh Academy of Journalism and Communication là trường đại học trọng điểm quốc gia của Việt Nam, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền được thành lập ngày 16 tháng 1 năm 1962. Theo nghị quyết số 36NQTW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 3, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu 2, trường Tuyên huấn và trường Đại học Nhân dân. Trường tọa lạc trên khu vực vốn là lỵ sở phủ Hoài Đức. Năm 1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tên gọi chức danh Thủ tướng Chính phủ lúc trước đã ra quyết định số 406 HDBT ngày 20 tháng 11 năm 1990 công nhận trường là trường đại học. Kể từ đây trường vừa là một trường đảng trực thuộc Ban Bí thư Trung ương, đồng thời là trường đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Năm 1993, theo quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, trường trở thành trường đại học trực thuộc cơ quan chủ quản là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong suốt hơn 50 năm hoạt động, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhiều lần thay đổi tên gọi như Trường Tuyên giáo Trung ương, giai đoạn 1962-1969, Trường Tuyên huấn Trung ương, giai đoạn 1970-1983, Trường Tuyên huấn Trung ương 1, giai đoạn 1984 đến tháng 2 năm 1990, hợp nhất Trường Tuyên huấn Trung ương với Trường Nguyễn Ái Quốc 5. Trường Đại học Tuyên giáo, giai đoạn 1990 đến tháng 3 năm 1993, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền tháng 4 năm 1993 đến tháng 6 năm 2005. Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ tháng 6 năm 2005 đến nay, trong hơn 55 năm ấy, tuy mang những tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu. Nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn cách mạng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, cán bộ làm công tác tuyên giáo, công tác xây dựng đảng, đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành báo chí, tuyên truyền và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác. Là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư tưởng văn hóa, báo chí truyền thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện tại học viện đang tổ chức đào tạo 41 chương trình đại học, trong đó 35 chương trình hệ chuẩn, 5 chương trình chất lượng cao, 1 chương trình liên kết quốc tế, 20 chương trình thạc sĩ, 6 chương trình tiến sĩ. Hàng Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. 5. Học viện tuyển sinh 1950 sinh viên chính quy tập trung, 400 sinh viên văn bằng 2, 700 sinh viên hệ vừa làm vừa học, 550 học viên cao học và 60 nghiên cứu sinh. Tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng từ năm 1962 đến nay đạt hơn 80.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và cán bộ các cấp thuộc các lĩnh vực lý luận chính trị, công tác tư tưởng, báo chí truyền thông. Tổ chức bộ máy của nhà trường có 29 đơn vị trực thuộc ban giám đốc gồm 19 đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, 17 khoa, 1 trung tâm thông tin khoa học, 1 tạp chí và 10 đơn vị chức năng, 6 ban, 1 văn phòng, 2 phòng và 1 trung tâm. Hiện nay, học viện có 396 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó 242 cán bộ là giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy có 33 phó giáo sư, 95 tiến sĩ, 212 thạc sĩ, cử nhân và khác là 56. Ngoài ra, nhà trường cũng mời nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông tham gia giảng dạy, hướng dẫn viết luận án và luận văn, tham gia hội đồng chấm luận án tiến sĩ, luận văn cao học. Trong suốt chặng đường hơn 55 năm qua, bằng lao động khoa học nghiêm túc và sáng tạo, các thế hệ cán bộ, giảng viên của học viện đã khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Với những thành tích to lớn đó, học viện được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Độc lập hạng nhì 1992, Huân chương Độc lập hạng nhất 2001, Huân chương Hồ Chí Minh 2007, các khoa, chuyên ngành đào tạo, triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội, khoa học, xây dựng Đảng, lịch sử Đảng, chính trị học, tuyên truyền, viện báo chí, quan hệ công chúng quảng cáo, phát thanh truyền hình, quan hệ quốc tế, xuất bản, xã hội học và phát triển, nhà nước và pháp luật, tư tưởng Hồ Chí Minh,
Ngoại ngữ, giáo dục đại cương và nghiệp vụ sư phạm. Trong năm 2021, trường tuyển 1950 chỉ tiêu ở 40 chuyên ngành đào tạo. Trường dự kiến sẽ tổ chức thi năng khiếu báo chí vào đầu tháng 7 năm 2021 với các ngành báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, chất lượng cao, báo mạng điện tử, chất lượng cao, ảnh báo chí, quay phim truyền hình. Ngoài ra, trường tổ chức phỏng vấn thêm với thí sinh dự thi chuyên ngành ảnh báo chí và quay phim truyền hình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.